Đây, mời các bạn đi dự đám cưới đảo cùng với tôi. Lần đầu tiên thấy ở cái đảo mà nhiều người đi dự đám cưới như vậy. Và như các bạn thấy, rất là nhiều xe máy. Ở bên đảo này người ta chỉ đi xe máy đây. Và duy nhất ở đây tôi thấy có hai cái ô tô. Đấy, rất là nhiều người đi đám cưới. Anh nay cả đảo đi đám cưới anh? Đúng rồi, cả đảo đi đám cưới rồi. Em lần đầu tiên đến cái đảo mà đi đông như này. Mới cả đảo luôn. Con nhỏ này, đám cưới kia là nó tới một mấy bàn là con đám cưới mấy bàn ạ? 1.000 mấy người đó. Thế ạ? Em thấy đông, chưa giờ thấy đông như này. Tám an. Chín mấy bàn là chưa tới 100 bàn, ít đấy. 100 bàn đó. Thế này, cả nhà trai nhà gái, cả nhà trai nhà gái tổ chức đúng không anh? Đúng rồi. Thế là nào đông đấy? Ở đây mà đó là 130 bàn. Yeah. Những ngày mà khách du lịch và những ngày cưới này thì không có quán nào ăn mở cửa. Em thấy chủ khách sạn đi hết. Đây là bãi nhà ngay bãi biển. Đảo Phú Quý. Đây đông. Cô dâu chí rể bãi biển đang quay đám cưới. Từ trước tới nay không có cái đám cưới nào mà đông thế này. Chưa đám cưới đông này. Anh là bố chú rể ạ? À. Vâng. Anh chúc mừng anh năm nay bao tuổi rồi anh mà nhìn trẻ đấy ạ? 54 rồi ạ. 54. Bạn này là thứ mấy ạ? Thứ tư rồi. À, thứ tư. Bạn này cũng trẻ, bạn này năm nay hai mấy? 27 à? 27 có đi biển không? Có. Nè. Vợ ở gần nhà. Ở nhà luôn, chúc mừng hai em. Anh chưa giờ thấy cái đám cưới nào đông như này luôn. Anh cho anh của. Đây, không khí ở trong đúng là một cái đảo có bao nhiêu người thì tất cả ở đây rồi. Cảm ơn anh. Một đám cưới cực kỳ là đông. Không biết dân số đảo là bao nhiêu. Một điều rất là kỳ lạ, hôm nay lần đầu tiên bước ra khỏi buổi tối, bước chân ra khỏi khách sạn thấy phía trước khách sạn rất là nhiều xe máy. Chưa bao giờ, bình thường thì ở đây không có một chiếc xe nào luôn. Hôm nay chỗ cửa khách sạn đỗ kín luôn xe máy các bạn ạ. Vì ở đây hôm nay ở đây là có đám cưới. Tất cả người dân đều đến dự đám cưới. Anh ơi, đám cưới nhà mình nay là bao nhiêu mâm một đông đấy anh? 101 bàn á. 101 bàn. Tổng khoảng người khoảng bao nhiêu người anh? 900 người. 900 người. Cái dân số đảo này khoảng bao nhiêu người anh? Cá đông thì khoảng 400 người ạ. Vâng. Em đấy là gần như chỗ này phải đủ ở cái đảo ấy do không? Đây là anh chị là bố mẹ cô dâu ạ. Đúng rồi. Thằng nào đúng rồi. Đẹp trai nhất. Chỉ kém mỗi cô dâu chú rể thôi. Bên này là họ nhà gái. Đúng rồi. Bên này là họ nhà trai. Chưa, nhà trai nhà gái gần nhau không chị? Gần nhau luôn. Cả một đội nữ sinh này. Quá lãng mạn bãi biển luôn. Anh đã chọn được. Anh đã tìm được bạn nào bên này chưa? Ở quê em là bên nhà trai nhà gái là cưới xong là sẽ tìm được một người đấy. Nhà trai em phải giành lấy một bạn nhà gái.